con cá song nhà câu được khoảng 2-3 năm rồi nhá. Thế mà nuôi nuôi trước khi thì coi như là nó cũng đen, có lúc đen có lúc thì nó hơi hồng hồng. Thế mà đến khoảng 2 năm về đây, từ năm ngoái năm kia trở về đây thì coi như là nó lại chuyển sang nó trắng trắng như tuyết luôn, nó trắng như một cái con gấu bông trắng làm sao thì nó trắng làm thế. Cái con cá này như kiểu con cá đột biến ấy, thì không thể bán được là vì nó lạ lắm. Nó bảo là không bán, không được bán nhá. Nó bảo người trên Hà Nội trả con 2 triệu, 2 triệu cũng không bán. Ờ đúng rồi, có cả một người Trung Quốc nữa đi, cũng đi chuyến thuyền này lại trở ra núi, gọi là chạy chắc là phải 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ chạy đồng núi để coi như là vâng để cho để phóng sinh đấy. Thả mà không biết kiểu gì mà đúng một điều kỳ diệu mà nói, cũng cháu năm nay 60 mấy tuổi nhưng mà cháu chưa gặp cái trường hợp này bao giờ, mình cấp cũng chưa ai cạy mà nó lại thả phóng sinh ở cái chỗ mấy rồi chưa gặp. Vâng, mà nó lại thả từ cái chỗ đấy mà bây giờ nó lại bơi phải đúng đến bè cháu, mà đúng đến cái ô của nó ở đấy. Mà nó cái lạ cái kiểu gì mà con chó nó thả nó đi mà nó đường ở trên này nó đi về, con cá ở dưới sông mà ra lại chạy đến bao nhiêu là xa nên mới thả phóng sinh. Cho nên là đúng như mày nói, đến chục triệu cũng không bán. Bà từ bé cá xong rồi bà thấy nhiều đẹp không bao giờ mà có cái mắt trắng ngày xưa. Rồi,
video đến đây là kết thúc nhá. Chào tất cả mọi người. Con cá song nhà câu được khoảng 2-3 năm rồi nhá. Thế mà nuôi trước khi thì coi như là nó cũng đen, có lúc đen có lúc thì nó hơi hồng hồng. Thế mà đến khoảng 2 năm về đây, từ năm ngoái năm kia trở về đây thì coi như là nó lại chuyển sang nó trắng trắng như tuyết luôn, nó trắng như một cái con gấu bông trắng làm sao thì nó trắng làm đấy. Thế vâng, thế là coi như là đợt vừa rồi này thằng Cương nhà cháu thì bảo là mấy triệu cũng không bán, kiểu cái con cá này như kiểu con cá đột biến ấy, thì không thể bán được là vì nó lạ lắm. Chứ còn những cái cá sông kia thì chỉ có trăm mấy 200 một cân thì nó là được. Nhưng con cá này của mình thì tự nhiên nó biến trắng tinh hẳn. Bảo là không bán, không được bán nhá. Nó bảo người trên Hà Nội trả con 2 triệu. 2 triệu cũng không bán. Đấy, cháu bảo vậy. Thế nhưng mà đến cơ không biết làm sao nữa, yên sao. Cái anh Hưng này anh hỏi bảo nó khoe anh Hưng bảo để cho em để em đi phòng bên để em đi cứu sinh. Thế là mình không cho bán nhưng nó ở cái đèn nó đồng ý nó để bán đi chứ. Nó bán đi cả nhà không ai biết gì cả. Thế vậy đấy cơ xong rồi nó mới mang đi phóng sinh. Thế thì nó quay lên video cái cháu mới mở Facebook cháu đi thấy nó khấn các anh đi khấn và là kiểu ý cho nó mát mẻ. Có hàng thằng Trung Quốc đấy. Ờ đúng rồi, có cả một người Trung Quốc nữa. Đi cũng đi chuyến thuyền nên lại trở ra núi gọi là chạy chắc là phải 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ chạy đồng hồ núi để coi như là vâng để cho để phóng sinh đấy. Thế cho vào cái chậu, cháu có cái chậu to ngoài đó. Vâng, cháu có cái chậu to bùm ở dưới đấy, đựng được khoảng 2-3 gánh nước. Thế mới thả ở đấy, cháu có sụp ở dưới bè nhá. Thế xong rồi mới sụp, nó sống đến đâu thì cứ khấn lên đấy, cứ nổ máy xong rồi khấn lên đấy ra đấy. Coi như là thả. Thả mà không biết kiểu gì. Mà đúng một điều kỳ diệu mà nói cũng cháu năm nay 60 mấy tuổi nhưng mà cháu chưa gặp cái trường hợp này bao giờ, mà cấp cũng chưa ai cả. Mà nó lại thả phóng sinh ở cái chỗ mấy rồi chưa gặp cái và mà nó lại thả từ cái chỗ đấy mà bây giờ nó lại bơi về đúng đến bè cháu mà đúng đến cái ô của nó ở đấy. Đấy, thả ngay ở cái nó ở ngay đấy thì thằng Cương nhà cháu nó lại thả mồi xuống thì nó lại cắn câu. Lại câu lên. Thế là nó mới gọi điện về bảo là câu được con cá, giống con cá của nhà mình lắm. Thế vợ nó mới quay video cháu bảo thôi đúng rồi. Mà từ lúc nó bán mà đi cháu tiếc chứ không để ngày đêm cháu tiếc, cháu bảo đúng là thả xuống sông thì cháu không làm sao được. Chứ nếu mà nó bán cho ai thì cháu phải đến cháu phải chuộc về ngay. Nhưng mà nó lại bán đi thả, người ta thả để phóng sinh thì mình lặn được sao được xuống biển. Lúc bắt đi đến lúc phải đến chục ngày cho hơn chục ngày đấy cơ nhỉ? 12 ngày. Bây giờ nên bơi đúng đến bè mình mà xung quanh bè của cháu thì nó rất là nhiều bè. Hàng bao nhiêu chục cái bè đến do này thì không biết kể là bao nhiêu bè thôi. Mà làm sao nó biết đường nó bơi đúng đến bè của mình. Và lại đúng đến cái ô ấy. Và mà bè của người ta bơi xung quanh bè nhà cháu vào khó lắm. Thì chỉ đi được thuyền chạy vào thôi chứ còn thì bây giờ nó chen nhau đâu mà. Thì có phải là bảo dễ mà chạy được vào đâu. Thế mà nó tìm đúng đến cái bè của mình. Lại đúng đến cái chỗ đấy thả câu xuống cắn coi như là kéo được lên mà nó bị hơi nút úa nó cứ cái câu đóng vào cổ họng mà nó gỡ được ra rồi nó không biết là như thế nào, chỉ mong làm sao mà đúng là trời phù hộ cho nó sống được lại để mình nuôi. Còn bây giờ có trả đến 10 triệu cháu không mà 10 triệu cháu không bao giờ bán tới rồi. Tiền thì thiếu thật thế nhưng mà cái con cá này đối với mình như kiểu là nó tìm về chỗ mình, nó có một cái gì để nó lưu luyến mình để cái gì đối với mình không biết được. Vâng, mình không thể biết được. Mình không thể tưởng tượng ra bây giờ mình kiểu mình cứ nghĩ cái gì thì nó ra cái đấy thôi. Đúng rồi. Chứ còn thì mình nghĩ cái gì thì nó ra cái đấy thôi chứ còn thì nói là cái con cá này đối với gia đình mình nhà mình thì không thể nào mà thiếu nó được. Chỉ cứ để nuôi bao giờ nó chết thôi. Cơ nào mà cái lúc mà thả xuống nó để cho nó bơi đi nhá, mà thả xuống nó còn quay lại nó đi. Còn quay lại mà bây giờ nó đang cơ giọng giọng vậy nhá, cái khuyên nhà cháu mới quay xong mới bảo về chứ bảo rằng chắc là người ta phóng sinh thả đi đói quá bây giờ lại bơi về đè mình chứ gì, vậy cái nó quay nó bơi đi luôn, nó quay mặt đi nó bơi đi cái chỗ khác luôn chứ nó không giọng đối với cái trực tiếp với lại con này nữa. Thế nên cháu bảo không biết là
một cái điều gì nó cũng gọi là đến kiểu đó, nó có duyên với mình, cứ nói vậy, cứ nói là nó có duyên với mình, cho nên là nó mới tìm về 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 chủ. Mà cho tiếc, tiếc quá, tiếc không để có ghét đâu. Nó thả phóng sinh xuống biển rồi, chứ nếu mà phải nó mua thì người ta mua thì cháu phải đi lên trong phải nói năng với người ta, bảo là xin con cá là lại để người ta muốn lấy bao nhiêu thì lấy, bởi vì cháu đã không cho chúng nó bán rồi. Mà cháu nó tiếc, tiếc không để đâu hết đâu. Mà đến cái ngày hôm kia ông kia này, cháu vẫn còn nói bảo tiếc con cá quá. Bây giờ bà cháu bảo ông Quyền chứ, Quyền ơi mẹ tiếc con cá quá, anh Cương anh bán đi anh lấy 1 triệu bạc. Mẹ ở mấy triệu cũng không bán mà anh lại bán đi mất 1 triệu bạc. Chắc bây giờ phải điện cho nó không thì lại uống rượu và xong rồi lại cháu lại bán. Không. Bà bán con cá thì chúng tôi đánh chết. Thật đấy. Nó bán rồi thì bà làm gì nữa. Không, không, chắc là nó bán nó phải. Ừ, để cho nó đã te nó rồi, không được bán. Ừ. Nhưng hôm qua tôi có tí rượu cũng te rồi, bảo là bây giờ coi như là mấy triệu, 5 triệu cũng bán dâu bàn tay. Ừ, 5 triệu cũng bán, chết sợ. Hàng ai đến gà gà lại bán thì thật con cá này nó quay về mới lại đúng rồi. Mới lại nhà cháu cầu lên cháu mừng. Mừng lắm. Bảo con gà con xin lỗi cả nhà, con gà, con chó hay con lợn, con nuôi gì bảo là vâng. Nó quay về thì còn vâng. Con ý nhảy vâng. Mấy đứa là biển nó khơi, biển khơi nó rộng thế. Đấy, bây giờ nhá, mà chạy biển nhá, sông rộng biển dài. Bảo gọi là sông rộng biển dài nhưng mà bao la trên mênh mông mà. Có phải là bảo là ở trong một cái ao này đâu. Thí dụ trong một cái ao này khoảng 100 mét vuông chẳng hạn. Thì có khi nó còn đến chỗ mình thì nó còn có lý của nó. Có lý. Đấy. Thế nhưng mà đây là thả đi bao nhiêu xa nhá, mà ra ngoài biển ngoài kia nhá, là gọi là sông rộng biển dài. Nó bao la trên mênh mông vậy thì cồn đá này sao lại không vào nó nấp, mà những cái bè ở đầu mà đầu bè mình cái bè đỗ đấy. Đấy. Chạy ra gần ông cụ thế nhỉ. Mà cái bè thêm mấy cả cái bè đấy. Mình nó chỉ ngoài cái đống cồn nó không vào đống cồn, nó vào cái chỗ đó cái đấy của nó. Và đúng cái ô cái trước thả của nó. Mà ở gần chỗ bè mình cũng có cồn đá nhá, cũng có hai cồn nhưng mà nó cũng không vào. Mà từ ở ngoài chỗ thả mà vào là biết bao nhiêu núi, bao nhiêu cồn. Ở bè này sang bè kia, cách nó từ đấy sang đến kia nó không biết đường. Mà những bè ở ngoài kia làm sao đến chỗ bè mình biết bao nhiêu bè. Nó lại không ở chỗ bè kia mà nó hóng để ra mồi. Mà nó lại tìm vào đúng cái bè của mình, đúng cái vị trí của nó. Đúng cái vị trí của nó. Hôm qua câu được à? Hôm qua câu nó. Hôm qua câu được. Chưa hôm qua là đúng 10 ngày. 10 ngày à? 10 ngày. 12 ngày. Mà nó còn tìm được đúng cái bè mình. Nó bảo như là đứa trẻ con cứ dối cho nói về nó quay đi luôn mà. Mà như kiểu là một con chó nghiệp vụ như kiểu vậy. 12 ngày. Như kiểu con chó nghiệp vụ ấy. Kiểu nó đi thì nó còn biết chỗ về. 12 ngày. Làm nhà thì theo chó mà làm ngõ thì theo trâu mà. Nhưng mà biết là mình nghĩ là con cá này nó có duyên với lại gia đình mình. Ừ. Thì này không thể bán được. Bao nhiêu tiền không bán được. Tiền thì nếu mà rồi nó già nó chết thì không. Vâng. Đấy theo cháu thì cứ bữa ăn cơm, bữa ăn cháo cũng qua cái tháng nào. Cứ cầu mong cho nó. Bây giờ nó đóng cái lưỡi câu vào cái cổ của nó là nó đau. Thì bây giờ cứ cầu mong để cho nó ăn được, để cho nó thì nó hồi phục lại. Kể cả một con cá này rộng riêng mà ô chóng luôn. Riêng mà ô, một mình nó mà ô chóng luôn. Giời ơi, một hôm ở bè nhà cháu mà đúng là con cháu ngu. Ở cái bè đến nông khô có nước lớn thì nó có hơn 3 sảy nước. Mà làm sao mà có một con sông nó lại trú mục ở đấy. Mà con sông 12 cân. Giời ơi, nó lên nó như một thằng bé trẻ con nó tròn chục này. 12 cân con cá sông à. Mà làm sao lại câu được, thằng Phương nó bảo mẹ ơi, họ quá mẹ. Cái cháu mới khắc chạy về, cháu mới cầm cái đầu. 12 cân ơi, làm sao lại có cái đầu nó phải to như nó lại to như thế vậy. Thế là nó nổi phách lên rồi, bảo ô. Cháu mới cho vào, cháu mới họ nó xúc lên hay là mới thả xuống cái ô cá của to. Thì cháu là cháu để bảo là để nuôi để nó tết bán là cá phải được 300 một cân. Ừ. Thế là con sáu được mấy triệu. Thôi, ngu quá chẳng gọi người bán. Đến hôm sau mới đi khoe người ta bảo thế phải thì mang về cho người ta. Thôi, bên chua nó nổ mẹ lên coi như. Ôi trời ơi, tiếc quá, tiếc. Mà sao có một dòng 12 cân ở chỗ bè cháu. Chết rồi còn ươn. Này, còn không ăn được. Thì đóng bát dòng nó vậy. Vâng, cái câu chuyện về con cá song nó khá là thú vị đúng không ạ?
là bây giờ để thực mục sở thị nó như thế nào và để cho chúng ta có thể rõ ràng hơn và thực hư như thế nào thì tôi sẽ cùng đưa anh chị em chúng ta ra biển, ra cái bè đó, ra cái tàu mà chở cái con cá đi phóng sinh như thế nào và địa điểm phóng sinh ở đâu. Mời anh chị em sẽ theo chân tôi nhé, chúng ta sẽ cùng đi để khám phá. Ok. Tôi đã có mặt ở cảng Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Thuyền đang chạy vào đây là anh chủ bè, cũng là chủ nhân của con cá trắng đó, cá song, đang vào đón. Chúng ta cũng sẽ theo chân anh để ra ngoài đó xem. Để chờ mấy tiếng thì mới hẹn được anh, thì rất là bận. Anh mới sắp xếp được, anh vào anh đón. Thank you.
tan cầu. Rồi. Để vào được bến bè rất là mặt nghèo. Ok. To nhỉ. Cái ô này hay lắm, cho ô này thì được không? Cho cái tắm. Đó đây nè. Cái kia là nó bám vào. Nó không bị cái rớt của nó. Vâng. Nó vào cái ô này nó sạch. Tí nó tắm hết mà. Cái này có chắc chắn là cái con đấy không? Có. Cái địa điểm. Đấy, xem những cái vây của nó. Cái vây tọt của nó này. Chú xem vào cái vây của nó. Trước là nó bị đỏ, xong bây giờ nó kiểu nó lành dần đấy. Vâng. Gì? Nó lành dần, nó lành cho nó có màu đỏ, nó vẫn còn đấy, nó vẫn còn cái đốm đấy. Vâng. Thế là cái vây nó bị màu vàng. Trước đó là nó bị đỏ. Là cái vết trước đây là nó bị cái vết ở đấy bây giờ. Con này trước cái vết này nó đã bị rồi. Nó bị gì? Màu đỏ ấy. Con này phải được 2 cân không chị? Con này hơn 3 cân. Hơn 3 cân. Đấy, cái mình, những cái mình nó vẫn còn vết này. Cái này mới lại mình nuôi nó mấy năm rồi thì cái đặc điểm của nó như nào mình nhận được đúng không? Đấy, cái vây này nó bị lách lách tay kìa. Vâng. Chú quay sang cái chỗ anh Huy bắt anh phải bên này. Vâng. Nhìn đá bánh mì thật. Sâu rộn. Bắt lên hút cái này hết sạch cái rớt của nó đi ngay mà. Vâng. Cái màng bám bẩn. Thế bây giờ lại tắm cho nó. Tí lại tắm cho nó, tắm thuốc xanh cho nó. Vâng. Cái ô này bẩn quá, sợ nó bị ghẻ. Cái ô này là ô thay của cá khác. Vâng. Chưa kịp kéo lên thì bắt đầu mình thả luôn nó vàng, câu được cá thả vàng. Vâng. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2020. Tôi đang có mặt ở dưới bè bến Do. Đấy. Bảo anh rồi, anh bảo kệ. Đấy, con này sau 10 ngày. 9 tháng 11 sau 12 ngày. Ra thì nó đã quay trở lại chính bè mà nơi mà nó được lớn lên. Ừ. Đấy là dùng chậu này chở đi hả? Chạy là lắng nhà mình đấy ạ. Có xem rồi. Từ ngày em đẻ ra bây giờ mới nhìn được con sóc trắng này. Trước nó còn hồng cơ. Ở đây chở bằng chính cái chậu này. Chở đi phóng sinh. Anh chở mọi người đi phóng sinh nhỉ anh? À. Vâng. Hay đàn bà. Vâng. Chạy ra xa không anh? Hai đàn ông, hai đàn bà. Chạy ra xa không? Thì tới 500 mét. Ra đến qua cái ngọn núi kia không? Ừ, qua đến núi. Anh chở Hưng cái gì? Có đâu nghĩ là 500 mét cơ mà. Vâng. Thế bây giờ anh chở chở. Rồi, chở ra anh vị trí chở đấy. Ra vị trí đấy. Rồi ok. Vâng. Nhưng mà cách 10 lắm. Thôi nó bỏ thả đây cũng được. Cái này đưa cả chậu. Mới lại hội kia.
Tức là anh biết ở ngoài đấy nó có một cái hòn đá, hòn cồn nữa. Đúng rồi. Để cho nó trú ẩn. Ừ. Nhưng mà Hưng nó bảo là thả đây cũng được. Ừ, thì cách đấy 10 mét. Bây giờ tôi sẽ đi mọi người ra cái nơi mà phóng sinh cái con cá đó, xem là khoảng cách nó bao xa. Và xung quanh đây nó rất là nhiều bè, nhưng khi nó trở về nó không có ở cái bè nào khác mà về đúng chính cái bè của nó. Đấy, bè xung quanh để mà vào được cái bè này rất là khó này. Và ở đây thì rất là nhiều bè, không phải là chỉ một cái bè của mình. Mà thả ngay đây thôi, thả nó ngay ở đây thôi, tôi nghĩ là tìm về được bè nó đã rất là khó rồi. Đấy. Chưa kể là còn chạy ra khá là xa, trong khi nó rất là mênh mông như thế này. Đấy. Hướng này. Đấy, cái chậu để ở đâu? Ở cái sân này à? Cái chậu không thấy là để ở đây. Để lúc nào sẽ cho mọi người xem lại cái clip mà cái anh đã mua cái con cá này với giá 1 triệu đồng để mang đi phóng sinh. Và hôm đấy chính xác là hôm 9 tháng 11, và cũng có một cái video trực tiếp được quay ở trên Facebook. Ở đây tôi nghĩ là đã là xa rồi, và xung quanh đây rất là nhiều núi đá. Cái tập tính của cá sông là nó sẽ ẩn nấp ở trong những cái hang đá ngầm, và xung quanh đây thì rất là nhiều núi đá. Nếu đúng bản năng thì nó sẽ phải bơi vào cái chân núi đá này để nó trú ngụ, nó sinh sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra đến cái điểm vị trí nào? Đó là anh đang ra hỏi chú là nào, bây giờ đó là trực tiếp ra đó là vị trí đó là chuẩn bị thả một con cá như vậy. Vâng. Nhưng mà có cần như vậy không hay là chỉ là trực tiếp vào vị trí kia không? Đó, bây giờ anh đưa em ra, anh đi theo hôm đấy anh đi như thế nào? Đi như thế nào? Đấy, anh đi đúng cái lịch trình đấy. Đấy. Chúng ta vẫn đang đi theo cái lịch trình đấy. Cái băng tải xi măng cẩm phả trung chuyển ra ngoài kia để đổ xuống tàu to ở vùng nước sâu rất là dài đấy. Bây giờ là cũng rất là khó để nhìn thấy bè nữa rồi. Đến đây hả anh? Đó là tàu mình chạy ra đến đây. Ừ. Sau đó vòng lại. Thả. Sau đó bây giờ vòng lại. Ra đây thả thả ngoài kia. Đó. Ý của cái anh chủ thì là sau khi là đến cái chỗ này thì là anh ấy muốn là định là thả con cá ở tại chỗ này đấy, nhưng mà theo ý kiến của mấy anh em đi cùng thì lại đề nghị anh chủ thuyền tiếp tục chạy lối này để đi ra ngoài kia xa hơn để thả. Đó là ý của anh chủ thuyền là như vậy. Và bây giờ lại tiếp tục chạy. Rất là đặc biệt. Làm sao? Đánh nguyên làm. Nhưng mà nó vẫn còn cuốn đây phải không? Cuốn chạy lại. Nổ được không? À vẫn cuốn anh nhỉ. Anh ơi. Đang
đang chạy thì chân vịt bị quấn vào một cái dây và chết khựng máy lại. Bây giờ là phải gỡ cái dây, ở trên vịt này ra thì mới chạy được tiếp. Còn khá xa. Nó vừa bị vướng vào một cái dây phao kia, khiến cho chết máy. Bây giờ đã dỡ được ra, đã tiếp tục chạy. Để la cái chạy đi. Rồi chúng ta tiếp tục đi ra cái nơi thả con cá. Cá là phiêu lưu. Giờ sắp đến cái nơi thả con cá đây rồi. Và nó cách khoảng cách khá xa. Thả chỗ nào anh? À, đây, hôm đó là thả ở chỗ này. Cái khoảng cách nó còn một chút. Anh chủ tàu là muốn là thả cho nó vào sát kia để nó có cái nơi để trú ngụ. Nhưng mà mấy anh em đi vào là thả ở chỗ này. Đó thì nó lại không bơi vào trong kia để nó trú ngụ, mà nó bơi một cái quãng đường khá là xa để trở về cái bè đó, bơi giống như kiểu bơi qua một con sông vậy đó, chứ không ở đây rồi. Thực sự đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Vâng, thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở về. Vâng, đó, bè của chúng ta đứng sau cái hòn núi này. Vâng, tôi xin dừng video ở đây anh em ha. Mình về đó anh nhỉ. Đâu, ra đây rồi tranh thủ review cái bè nuôi cá của ông chủ bè. Đây là cá giò. Thấy người nó lên, nó tưởng cho nó ăn. Này tầm khoảng 3 đến 4 cân một con. Ô bên này cũng thế. Này cũng là cá giò. Đây cũng cá giò. Rất nhiều cá bên này. Này là cá vược. Vâng. Đây cũng cá giò. Ngào. Chậu khá là to. Wow. Siêu to khổng lồ. Này
cho tay xuống nó đỡ mất tay. Chết, còn đầu cá còn cho rồi à? Ủa, con này phải hơn chục cân. Đây, chó to ngang với con chó. Gần bằng. Bọn này nuôi lâu chưa hả chị? Cái đấy á? Vâng. Năm nay năm thứ hai chú. Năm thứ hai. Được năm rưỡi chưa? Hay là... À đâu, năm rưỡi chứ. Tháng tư năm ngoái. À đâu, 2 năm. Cá này 2 năm. Con cá to là 2 năm. Con cá nhỏ là hơn 1 năm. Khoảng tầm... năm, chưa được năm rưỡi. Vâng. Này phải hơn chục cân rồi nhỉ? Có con là 15. Đấy. Con nhỏ là vừa rồi tầm hơn 1 năm, gần 5 rưỡi thì được, hôm trước bắt một con được 9 năm rưỡi. Vâng, đấy là nhỏ nhất đấy. Đấy, cái con nhỏ đấy là vâng. Hơn 1 năm. Con to đùng rồi. Loại này gần 2 năm, mười mấy cân. Bên này là cá gì? Bên đấy là cá rô, cá rô, cá sông. À. Hai ổ cá giò, một ổ cá xong, bên kia cá xong. Vâng. Cá giò. Giò lắm, vừa bắt tháng 4 vừa rồi đấy. Tháng 4 bây giờ là tháng 11, 7 tháng. 7 tháng tầm, loại này cũng phải 4 cân rồi, 3-4 cân rồi. Tháng 4, tháng 10, chưa được, mới được 6 tháng. Vâng. tháng 4 âm à, là tháng 5 dương lịch, đến bây giờ là tháng 11 dương lịch, 6 tháng. Cá xong không thấy lên, ổ cá xong, đây là ổ cá giò, giò này bé, giò mới, chắc cũng chỉ được vài tháng, 2-3 tháng. Rất là nhanh, rất đẹp. Và lại trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Người anh em thân thiết. Cá này thật sự không phải ai cũng có duyên để sở hữu nó. Bởi vì như cái lời nói của bà cụ, từ bé, bà năm nay cũng gần 90 rồi, chưa nhìn thấy cái con nào như thế này. Đặc biệt hơn nữa là vượt qua một cuộc hành trình dài như vậy, đến bây giờ lại trở về chính nơi mà nó được lớn lên với chủ của nó. Rồi anh em rất là hiền lành, chịu thương chịu khó và thật thà đấy. Chân chất. Tôi thử search ở trên Google không thấy. Xong nào như thế này cả. Vị trí của cái nơi thả đấy
lúc nãy chúng ta vừa đi phía sau cái hòn núi này, ra gần đến cái hòn núi Bạc Bạc này. Mà không phải là chạy một đường thẳng. Ở đây lúc nãy chúng ta chạy vòng. Đấy, từ đây chúng ta đi ra đây. Đấy, vòng núi này. Đúng ạ. Này ra kia. Lại vòng sang bên này. Đấy, đi vòng ra ngoài kia. Bắt sang một đoạn thì gặp vướng dây, chết máy một lúc. Đấy, chúng ta dừng lại, chúng ta đi ra vòng dọc cái cầu xi măng này. Thế nhưng mà nó vẫn quay được trở về đúng cái vị trí này. Đấy. Đúng là ông chủ bè rất là có duyên với con cá này, nếu không thì nó đã bỏ đi mất. Và đúng như bây giờ là dù trả bao nhiêu thì bây giờ không bán nữa. Nó là vô giá, không nằm ở giá trị vật chất mà nó nằm ở giá trị tinh thần.